Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel mình nhé. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video đó là cách ghép ảnh vào các phông nền hay phông ảnh khác, hay là thay đổi các phông nền. Đấy, bắt đầu nha các bạn. Ok, mình vào cái CH Play. Trước tiên là mình vào CH Play, rồi mình gõ vào PicsArt. Mình tải về nhé các bạn. Ok, tải về thôi, mở. Đấy, đó mình mở về phần ở đây. Rồi mình đã phần này mình đã tải về rồi. Tiếp tục mình vào phần số cộng. Mình muốn chỉnh tất cả các ảnh, mình chọn vào ảnh đây. Mình muốn ảnh đây ghép vào cái phần phông nền này. Đấy, bằng cách như thế nào thì tiếp tục mình tiến hành luôn. Mình chọn, trước tiên là mình chọn về ảnh cưới như thế này. Đấy, đây là ảnh cưới của mình. Đấy, tiếp tục là mình chọn cắt bỏ. Cắt bỏ thì các mật tóc thì đối với mang có nhiều cách, ví dụ như các gương mặt hay là cắt tóc hay là cắt đầu. Ví dụ mình cắt gương mặt đi, mình sẽ chỉ chỉnh. Đấy, gương mặt sẽ chỉnh được cắt bằng thủ công hay là cắt bằng cá nhân, hay là gương mặt bằng thủ công thì thôi mà. Đấy, gương mặt đây. Tiếp tục mình muốn chọn một cá nhân. Cá nhân thì cứ nó tự chọn luôn bằng thủ công. Đấy, nó đang cắt nhé các bạn, nó chậm. Đấy là cắt bằng tự động. Đối phần mềm này quá tốt với mình đang sử dụng cắt ghép ảnh vào cái phong cảnh khác. Cá nhân đây, thế là xong các bạn. Đấy, về phần này và tiếp tục mình chọn vào phần này thì mình chọn vào khôi phục. Mình tìm những con nào mà còn chưa có đấy. Đấy, ấn vào lưu nhé các bạn. Thế là mình xong rồi, mình lưu lại, mình lưu thôi, mình đang lưu. Thế là xong. Đấy, đối với phần này thì mình chọn phần cái mình lưu rồi mình chọn vào đây. Mình muốn thôi trở về lại. Đấy, mình thủ công. Thế là mình lưu các bạn, lưu về thư viện nhé các bạn. Đấy, lưu về phần thư viện. Đã lưu xong, trở về lại, trở về thế bỏ thôi. Tiếp tục tiếp theo đó là mình chọn khung cảnh mà mình muốn ghép cái ảnh của mình mới là sử dụng hồi nãy hết vào, thì mình vào di chuyển vào đây để thêm ảnh, thêm ảnh thôi. Và về video hồi nãy mình muốn bỏ vào nhé. Đấy, tiếp tục video đây. Đây, thế là ok nhé. Đây, đấy, về cái phần này thì mình phóng to chỗ nào mà ví dụ ở trên đây có thì mình xóa lại, mình bấm vào cắt, mình trở về lại nhé. Thay thế xóa ở trên đây, ở tái hiệu ứng có xóa ở trên đầu đấy, bấm vào xóa rồi mình xóa thấy ở trên chỗ nào mình muốn xóa. Đấy, trên vừa đây các bạn. Đấy, đấy, thế là ok rồi. xuống. Chụp vào đây vào. Bắt đầu làm lại với mặt cái hiệu ứng của thì đơn giản thôi. Tiếp tục thao tác thôi. Chụp về lại thêm anh đây thêm thôi. Nãy mình đu 2-3 lần đấy, nó di chuyển như thế này đấy. Đấy không toàn rồi đấy, thế là ok đấy, ok rồi các bạn lưu đấy, thế là ok rồi, rồi mình lưu thôi. Thế là ok rồi nhé các bạn. Các bạn đừng quên hãy đăng ký kênh và đồng thời cho một like và đồng thời chia sẻ kênh để nhận được nhiều video mới nha các bạn. Ok.